Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện cùng Dược Sĩ. Cơ thể của chúng ta là một cái tiểu vũ trụ nhỏ và nó hoạt động phức tạp hơn bất cứ một cỗ máy nào và hoạt động trên 24/24 giờ trong một ngày. Khi cơ thể của chúng ta có một vấn đề gì đó thì nó sẽ gửi tín hiệu đến cho chủ nhân của nó. Tín hiệu gửi đến cho cơ thể thường là làm chủ nhân rất là khó chịu, mục đích để ngăn cản không cho hoặc là hạn chế chủ nhân làm một hành động nào đó. Giả sử các bạn đi ra ngoài đường mà dẫm phải một cái đinh sắc nhọn thì sao? Nghĩ đến thôi thật là kinh khủng đúng không ạ? Cơ thể của bạn sẽ truyền đạt cho chủ nhân của mình biết rằng là khi dẫm vào một vật sắc nhọn sẽ bị đau và ngăn cản cái việc chủ nhân của mình lặp lại những cái hành động như vậy. Đau đớn là cách thức hữu hiệu nhất để cơ thể chế ngự được chủ nhân. Chính vì vậy khi cơ thể của chúng ta gửi những cái tín hiệu đau, bạn đừng có chủ quan bỏ qua nhé. Vì vậy hãy cảm ơn cơ thể khi cơ thể gửi cho chúng ta một cái tín hiệu dễ dàng nhận biết nhất. Và trong những trường hợp mà cơ thể gửi những cái tín hiệu mơ hồ thì các bạn rất là khó cảm nhận và điều đó chúng ta không thể nhận biết được. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cái video clip này để các bạn có thể nhận biết được một số dấu hiệu mà đâu đó chúng ta đã bỏ lỡ qua và một số những phương pháp cải thiện chúng. Điều đầu tiên là các bạn nên đi lấy cái chiếc điện thoại và hãy xoay đầu vào phía bên phải nhìn xem cái dái tai của mình như thế nào. Nếu như dái tai của các bạn xuất hiện những hình ảnh giống như hình ảnh trên màn hình này thì các bạn cần lưu ý và cẩn thận. Những nếp nhăn ở trên dái tai thì được gọi là Frank sign. Đây được lấy cái tên từ bác sĩ khoa nội đã phát hiện ra nó. Theo một nghiên cứu được đăng tải vào năm 2017 trên một tạp chí y khoa có tầm ảnh hưởng lớn ở trên thế giới thì cho rằng là người ta nói rằng những cái nếp nhăn ở dái tai á, thì đó là những cái biểu hiện mà có thể là cảnh báo những cái nguy cơ, những cái căn bệnh về tim mạch trong tương lai, giống như bệnh động mạch vành, bệnh tim hay là bệnh mạch máu ngoại biên. Và trong một cuộc khảo sát với 241 bệnh nhân nhập viện do đột quỵ cấp tính thì có tới 190 người, chiếm khoảng 78,9% đã được xác định dấu hiệu của Frank sign. Họ suy luận rằng là việc xuất hiện những cái nếp nhăn trên dái tai đó là do lưu lượng tuần hoàn máu lên não là kém. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như những cách mạch máu đến não bị tắc nghẽn hay là bị thoái hóa? Các bạn nếu có những cái nếp nhăn trên dái tai thì cũng đừng quá lo lắng. Bởi vì khi mà xuất hiện những cái nếp nhăn trên dái tai ấy, thì cái nguy cơ mắc bệnh nó sẽ cao hơn thôi. Còn không đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ mắc những cái triệu chứng sa sút trí tuệ hay là tai biến mạch máu não. Chính vì vậy các bạn không cần quá lo lắng và hãy theo dõi hết cái video clip này. Tôi sẽ đưa ra những cái phương pháp đối phó nhé. Và một tín hiệu nữa các bạn cần lưu ý. Nào, nếu như các bạn đang ngồi một mình thì hãy cầm điện thoại lên gọi người thân đến ngay cùng với mình nhé. Hoặc là nếu như các bạn đang ở một mình, cầm với một chiếc gương và đi vào nhà vệ sinh, hãy soi gương xem đằng sau gáy mình có cái gì không. Các bạn hãy quan sát kỹ ở vùng nách và vùng gáy. Nếu như mà trên da xuất hiện giống như hình ảnh ở trên này thì đây là chính là biểu hiện bệnh gai đen. Nó không phải là một vấn đề về những cái bệnh ngoài da gây nên. Nên là dù các bạn dù có tra sát đến cỡ nào thì nó cũng không thể biến mất đâu ạ. Và khi xuất hiện những cái dấu hiệu này thì trực giác sẽ mách bảo bạn rằng đây không phải là một tín hiệu tốt. Và sự tăng sắc tố này thì có thể là do cái tình trạng kháng insulin. Đó là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Nếu như các bạn mà không có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ mà thấy những cái dấu hiệu này, tôi khuyên các bạn hãy đến bệnh viện ngay. Chắc hẳn các bạn đã theo dõi nhiều video clip của Hello Dược Sĩ, tôi đã đề cập đến rất là nhiều khi bị bệnh tiểu đường sẽ ảnh hưởng đến cái việc sa sút trí tuệ và những cái biểu hiện như nếp nhăn ở dái tai thì sẽ gây nên tình trạng là sa sút trí tuệ và những cái bệnh về mạch máu. Còn nếp gấp màu đen sau cổ đó là dấu hiệu của tình trạng kháng insulin. Hai dấu hiệu này đều có một điểm chung, điều đó là gì? Đó chính là tinh bột. Dùng quá nhiều tinh bột sẽ dẫn đến tình trạng bệnh tiểu đường và sa sút trí tuệ. Chính vì vậy các bạn cần giảm đi một chút. Tôi không nói các bạn là ăn nhiều một thứ gì đó, mà cái trọng điểm ở đây là các bạn ăn ít đi, đặc biệt là cơm.
Các bạn nên thay cơm bằng hạt ngũ cốc và các bạn nên giảm lượng ngũ cốc bằng những cái thực phẩm như rau và thịt. Những người có những cái dấu hiệu này rồi thì các bạn cần phải lưu ý hơn, nhưng mà đừng chủ quan nếu như các bạn chưa có dấu hiệu này và hãy giữ sức khỏe khi còn có thể. Nếu như các bạn thấy video clip này hay và hữu ích, hãy để lại cho chúng tôi một lượt like và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo và theo dõi video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!